Cái này là nó đi ba thằng cắt, nó chuyên ngực được lấy ba cái. Dạ. Nó cắt ngang luôn. Rồi dây nào phải nằm dắt đây mình tới cổ, đứng tới cổ. Mà cắt ngang luôn. Đó, là sáng dậy là tôi thấy 4 giờ sáng tôi dọn đồ ra thấy cái bạn mặt. Dạ. Tôi kêu bảo vậy. Vậy đợt xong mua chiếc xe là mình mua cái dây xích bằng. À, mua hai cái định vị. Dạ. Hai cái định vị luôn chứ không một cái. Dạ. Gắn vô xe luôn cho bảo đảm là mua công ty dây xích. Ờ được rồi. Em ngồi đi. Tại tôi có nói anh em điệp sĩ để nó bây giờ chúng mình gắn hai cái định vị, nó đi tới đâu cũng được biết. Dạ. Một cái không bảo đảm chứ hai cái bảo đảm. Dạ. Vậy giờ mình mua xe là chúng mình hả? Dạ dạ. À, tôi có cái số điện thoại người là làm xe này. Vậy chúng mình cho con xin cái người đó biết con luôn đi. Biết con luôn hả? Đấm xe ngon lắm, xe đặc luôn. Tại mình làm, tại mình làm lâu dài á. Biết con gì có giảm giá cho chúng mình không? Không biết. Dạ, em muốn mua xe cho chú. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Ờ, thì mua xe thì nó thủ tục như thế nào, với lại thời gian thì mình nhận được xe đó. Mua xe chợ 32 triệu là chạy một cái năm hơn. Dạ. Đồ tôi dắt cái đồ này rất là nhiều. Nữa tôi làm mở tặng cho cái hội sinh viên. Dạ. Bây giờ nó miễn phí chứ không mày miễn phí đâu. Nó bằng miệng không? Nó miệng mình sống tặng cái gì? À, cơm người ta cho ăn. Dạ. Rồi có gì nặng đấy. Dạ. Con xin được chú 50 mấy triệu. Thì 40 mấy triệu chứ là mua xe ha. Mua hai cái mua hai cái định vị, mua phòng dây chi sức, chi sức mượn. Con cũng tính nói với chú Minh cái vụ định vị á chứ mà con sợ, con không dám đăng lên trên mạng tại vì đúng con rồi, sợ đúng người rồi, ta đúng, để ý. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà giờ mình nói là vậy, nó sao không? Không, giờ đừng nói, đừng. Đừng nói ha, mấy cái sức định vị cấp lên nha, để cho mọi người ta không biết. Đúng. Con tính trước là con có tính mua xe chứ mà con đã tính chuyện này rồi. Đúng rồi. À, rồi mình mua định vị với lại còn dư tiền thì chú để chú trang trải cuộc sống của chú. Dạ. Con chưa có đóng luôn đủ tiền nhưng mà con không đóng luôn, cứ để đó ai cho chú. Thì được 50 mấy triệu, 55 triệu mấy trăm á. Thì cứ để tiếp tục, để cứ con cứ vẫn để vậy đó. Dạ. Để tới khoảng độ 1 2 ngày nữa xem dạ. Coi chú được nhiêu tiền ha. Để chú trang trải cuộc sống. Tôi cảm ơn cộng đồng. Dạ. Nhất là một tôi cảm ơn cô Phương. Hai là tôi cảm ơn cộng đồng là nhà hảo tâm. Dạ. Và Hồng Quân. Như mấy con mấy cháu hoặc là mấy cô mấy chị mấy chú giúp đỡ cho tôi xin rất cảm ơn. Dạ. Dạ. Mà chú làm này lâu chưa? Mấy năm mà cứ cô đơn mình vậy á chú Minh ở. Đúng rồi. Còn mọi thuốc. Mọi thuốc chú là phải ngồi thì có thuốc à. Thấy là em thấy rồi. Dạ. Ok.
ngon, thanh tẩy rừng ngon đó. Dạ lên trên trời. Dạ con hang bảo vệ nè. Trời cho con lên à. Lên lên. Lên ra được không? Trời. Đi bằng cái gì? Đi sân la lên. Đi sân la lên hả? Tại giờ mướn hàng bảo vệ. À, ừ. Dạ, nhà nhà chú Vinh đúng không? Dạ, nhà nhà ngon. Dạ, nhà ngon, nhà ngon. Mọi người lên nhà chú Vinh chơi đi, nha. Đi lên. Giờ đi luôn hả? Đi luôn qua xe đây luôn. Chạy xe lên trên chút. Rồi. Chạy lên trên chút chút. Rồi rồi. Lên chút xíu rồi. Dạ dạ dạ. Đi. Ờ, xe ra đậu khó lắm chú. Thôi để xe này luôn đi, mình chạy xe máy lên đó thôi. Thôi chạy xe lên đó thôi à. Lên lên chút. Dạ. Chạy lên chút thôi. Nghe cô quẹo. Nghe cô quẹo. Chạy lên khoảng 50 mét. Xíu rồi. Ờ. Không cao đâu, có mấy nó làm mà giữ giữ giùm mày. Lấy xuống cậu bánh xe không hả chú Bình? Hả? Lấy xuống cậu bốn bánh xe không luôn á. À, không có mấy nó làm mà, mấy xe dựng làm mà, biết hết mà. Ở đây sao dám được. Ở đây không dám đâu. Cô ơi, đây là ai muốn vô vô già dạ. Ờ. Chai nước cũng lấy, lấy uống. Còn nước uống không? Còn mai chai vậy cũng lấy. Mai con mua lương thực. Không không không, không có nóng nướng đâu. Để ra mắt ở trên. Bố mì nó cũng lấy. Chứ mình phải làm sao chứ? Ngủ vậy á. À, đây là cái căn chòi mà 8 tỷ của chú Minh. Rất nhiều người mà hỏi mua nhưng mà chú chưa chịu bán. Hai bảo vệ chứ đâu? Hai bảo vệ chứ đâu? Đi đâu chơi rồi? À. Nãy anh nhờ nhờ vậy đó. Hai bé quá quá hả? Ừ. Trời ơi, nãy giờ con cứ nãy giờ tưởng cũng bị hôn. Nãy giờ con cũng tưởng là có bảo vệ thiệt mới ghê chứ. Nhà 5 tỷ mà. Tiền đi xong. Mặt tiền hồ luôn á. Ở đây là chú Minh tối nào cũng đốt vậy luôn hả chú? Đốt ngồi, một ngày giờ ngồi. Cắm trong ngồi đó chơi chút ngủ. Để mũi á, tốt là mũi. Hay là mình xây mình bị nước ốm mình đâu được vậy. Ờ rồi, ST ST giận không thì mình ở mình lấy thôi vậy như mình thôi. Bây giờ nơi này ai muốn vô vô muốn già già. Nhưng mà đất này không phải đất của dân, đất này đất này của nước làng đại học. À. Ví dụ như mà dựng cái chòi giống như ở ngoài được không ta? Dựng cái không có à. Không được. Không được, nó mất kiếm. Ở đây là được. Ủa chú không có nhà chứ mình. Và mình ở đây quen rồi, ở đây từ năm này năm thứ 8 rồi. Chứ anh dựng chỗ này ở năm 2 năm. Cái chỗ này ở 7 năm. Ở đây mát hả chú ha? Ừ, mát. Là mưa gió lớn rồi sao? Nó ngập. Nó ngập lên đó. Chú xe bánh xe kìa. Cái vườn nó ngập tới vườn. Nó ngập tới vườn luôn hả? Ừ. Chúng leo lên nằm. Đó, xe nè, chú xe nè. Ngập lên tới đây luôn. Nó ngập lên tới đó luôn hả chú? Cái vườn cây gãy rồi, mới gãy nè, cái vườn này mới mua nè. Người ta mới cho. Đó bánh xe đó, cái xe đó ngập, đáng tới đây luôn. Ừ. Người ta mới cho hồi nửa nay nửa tháng nè. Cái vườn cây gãy, gãy đâu mà một tuần lễ, xin mai cho. Cái cô kia cho cái nền cái vườn. Trên nấu nướng là chú hầu như là không có nấu nướng. Không nấu, mấy nấu. Tối đói rồi nó bụng rồi ha. Bún mì. Bánh mì. Đợt chừng nào mà có xe cũng biết mua chứ mình cái tấm nệm hết nha, cái tấm nệm này sao mà làm với mình hả? Nồi ơi lấy hết trơn. Quần áo lấy hết, nước rút cũng lấy. Đây ai muốn vô già muốn vô vô đi bộ không? Đây cũng đâu có đèn gì đâu hả chú? Không. Tối không có nước, không có điện. Nghe có cái hồ tắm, tắm lên lên đây ngồi đút hồ xuống hồ tắm hả? Nè hồ tư thằng nè. Là chỗ chú tắm là bức rồng á, chỗ tôi tắm là chỗ bốn đứa ghê chết á, lời thề học Phương chết á.
Lê Thị Hà Phương đúng rồi. Năm 2015 á. Dạ. Còn mình tới Hồ Chí Minh. Sinh viên về không về quê mà lại tắm đó phải không? Không phải tắm rồi bị chợt chân té. Học kinh tế Hồ Chí Minh. Lê Thị Hà Phương. Đâu chú dắt ra cái chỗ mà chú dắt tụi con ra cái chỗ đó đi. Ừ. Thôi chú chỗ bốn đứa, tắm bốn đứa gã tất chết ngày đó luôn, chết chồng luôn. Ở đâu á? Đây luôn. Trời ơi. Dạ. Đi. Ủa phải đi xe hả chú Minh? Đi bộ. Đi xe xa. Tắm hay xa hả? Rồi cũng ra đi xe xuống được. Đấy. Một ngày chỉ tắm buổi tối thôi hả? Có khi buổi trưa. Mùa buổi này trưa lạnh là tắm buổi tối. Dù mùa này lạnh là tắm buổi tối, mùa nắng là tắm hai bờ hai cỡ buổi trưa tóc của kia. Nhà được 5 tỷ rồi. Xong qua chú bỏ 8 tỷ. Tiền mà chú. À, không, giờ 8 tỷ không không bán luôn kìa. Nè. Người ta trả 8 tỷ không bán. 8 tỷ Zimbabwe không chú. Dạ. Không ơi. Cái cây này là chú chụp không? Phải chụp với chú trước đứng trước nhà. Chụp hình qua bên này. Phong ơi, thấy không? Thấy hết nhà. Ok nha. Mẹ bạn quay đi, để mẹ bạn quay đi. Ok. Bên đâu đó? Hát lâu rồi đó. Anh đâu đó? Ai đi làm thế này? Đây coi mấy hội coi đồ đạc chú chỉ có mấy cái vậy chú không mặc lấy hết trơn à. Giờ tôi cần cái mấy quần lửng này không có nè. Quần lửng quần tay tôi cắt ra nè, quần tay tôi cắt lấy luôn quần luôn. Mai bác Phương chở chú đi sắm. Không tôi cần đồ cũ đồ mới mắc hết trơn. đồ mới mắc hả? À mắc hơn. Nhiều áo sơ mi ở trên xe lắm, lấy con lấy hết. Quần cũ. Nhưng mà quần thì để con thôi để tôi kiếm quần cũ mặc. Kiếm để con về con xin cho. Để quần cũ quần cái eo như cái eo này không ăn nó vừa. Chú ăn số mấy? Chú 32 à. 32. Để con về xin cho nha. 32, tại tôi có gì nữa. Chú Minh mấy bạn nó quay đây cho con chụp tấm hình đấy chú Minh. Phong chụp anh mấy tấm cái. Bữa mà lên. Năm ơi. Chụp anh đi. Chụp giùm anh. Chụp cái nào đây em? Cầm cái nào đây? Cầm đây. Không cần. Ok được. Quần tay á. Quần tay về tôi cắt ra tôi làm lẫn mà. Rồi đúng rồi. Mang về là đúng rồi, mang về bà ta. Không coi. Tại mang về bà ta. Tại có chuyện. Mấy đôi vậy bà ta nha. Tại có chuyện gì là tôi chạy gió lẹ. Đúng rồi. 43. Đôi giày 43 nha. Dạ, ok 43 đúng không? Đúng rồi, 43. Quần size mấy nè? 32. 32. Rồi với lại mấy cái áo thun ha. Áo có cũ có đồ cũ thôi, đồ cũ thôi chứ đồ mới mắc hết. Đồ mới là để đây mất hết. Mắc hết. Bây giờ tôi không còn gì. Không con sắm cho chú cái tủ được không? Không tủ vinh tủ luôn, vinh luôn. Chai nước suối còn lấy nữa. Nước suối còn lấy uống nữa. À vô đây lấy luôn hả chú? Trời ơi quá chừng luôn rồi, bây giờ đi bộ lan trong ngày. Nhưng mà giờ sao phải có cái gì đó. Không tôi chưa, bỏ ngoài kia. Chú có nghĩ tới mình đi ở nhà trọ không chú? Không. Chỗ này tôi ở được nay năm 78 năm rồi, 78 năm rồi. Mà ra cái này mới nha. Cái niệm mới luôn. Mới luôn. Cải được. Cái mùng mới. Cái mùng thôi, cái mùng được rồi. Cái mùng được rồi, mùng bự nào tốt nấy. Mùng càng bự càng tốt đúng không? Ừ. Cái đó mình một cái mùng mới nè. Mùng cái niệm. Không, cái niệm mà khỏi, cái niệm khỏi. Vậy để nằm yên. Chân giường này là ok rồi hả? Còn không chừng nào mất cái giường mới gọi con. Không. Cái giường này không mất rồi. Giường à, không thèm lấy. Lấy. Nội ơi, tôi tính nhiều lắm, tôi lấy hết trơn. Ví dụ như mấy giường mà mất gọi con, nồi niêu mất luôn rồi. Mà hỏi còn cái nắp. Không có cái nắp. Nồi chứ tôi máng lại. Mai con sắm cho nha, mai con mua cho chứ để mà tối đói ăn gì đói rồi đun bằng cái gì. Không có đâu. Bếp củi đầy đây chú. Không có đâu. Điện. Nồi. Không có điện luôn. Không có điện luôn. À. Sống vậy thôi. Bình thường. Giờ chú sạc pin điện thoại làm sao? Sạc chỗ này chút đi. Sạc những chút anh em trong học á. Có thích điện thoại quẹt quẹt không? Chú có. À chú có điện thoại quẹt quẹt không? Mà bấm YouTube là có. Có luôn, xuất sắc. Có. Điện thoại mua mấy trăm ngàn hồi đó á, lâu rồi. Chỉ biết bấm thôi. Giờ mình phải coi làm sao nè nha. Này để đây là mắc hết. Nên là con bó tay rồi. Để đây là mắc hết. Chai nước chú cũng nhỏ cũng mắc nữa. Bây giờ chưa mắc một hồi mắc nữa.
chiều vô mặt tiêu của chai nước đó. Chai nước hoặc mặt để gì được. Mua cho chú cái thùng, cái thùng không, cái thùng đựng đá, cái thùng mà đựng đá để chú đựng cái gì trong, chú đựng cái thùng xốp này vài bữa nữa nó không, thùng xốp này lâu rồi đó, thùng đá cũng bị lấy rồi chị. Cái gì cũng lấy hết, cái nước suối nhỏ này, nước suối còn lấy nữa, cái quần còn lấy nữa mình nữa. Tại cái giường nó chưa ginh được, chưa ginh được nó ginh luôn rồi. Cái giường quần dân là chắc là chậm lâu. Lâu, còn lâu. Còn lâu. Đang tính kế. Ừ. Mà chú có biết ai lấy không? Không, tại trực tiếp vào kia mà trong này giờ đi bộ quá chứ luôn. Đi nhiều đường lắm hả chú? Ờ, nhiều đường, rồi lớp xe đa, lớp đi bộ đi một mình, khát nước nhảy vô uống. Xin lỗi. Có đèn pin đầy đủ không? Cái đồ vật mà cần dùng buổi tối có đèn pin đầy đủ. Giật mũi có chưa? Mua cho cây giật mũi nha. Không. Không cần. Đốt bông. Đốt bông mà ngồi ghế, lấy ghế ra ngồi, ngồi chút chứ ngủ. Tối đốt bông. Mua radio nha. Thôi. Không thích nghe nhạc luôn. Không có cái máy laptop rồi. Cái có điện thoại bự rồi. Có máy laptop. iPad, cái máy iPad. Laptop. Laptop. iPad. À đâu phải. À iPad. iPad. iPad rồi nhà Hà Cẩm Đào. Hà Cẩm Đào là của Trung Quốc. Cũng mập có 600 ngàn à. Mũi nó. Mua cái mới. Cái mới là tốt, cái mới bự bự á, dễ coi. Nha nha. Ừ, mới rồi. Sắm cái mới nha. Dễ coi. Sắm cái Samsung này rẻ nha. Giờ rẻ mấy trăm ngàn được rồi. Rồi rồi. Bự 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 nào tốt nấy. Rồi rồi. Phải coi bự bự Hà Cẩm Đào. Tại vì con thấy chú có một mình à, chỉ có cái đó làm bạn với chú thôi à, mà mình không sắm cái tốt để cho chú có cái bầu bạn chứ buồn chết. Đi vô bà bệnh đi. Đi. Đi vô bệnh chạy vô bụng bên chỗ Lê Thị Hà Phương. Bây giờ đi qua chỗ chú tắm đúng không? Ừ. Chú tắm là tắm về là mát cái chú anh, được nước trong không? Nhổ rồng hết trơn. Nhổ rồng luôn hả? Dính rồng chết là chết dính rồng. Thì giờ chú khi nào chú suy nghĩ chú hết cô đơn rồi khi nào không chú? Chú mình hết cô đơn. Khi nào đó, mình hết cô đơn là tại đặt cô đơn chứ mình đâu có cô đơn đâu. À. Tại đặt thôi. Ai cũng thương chú mình hết. Đây người ta đặt rồi chết tên rồi. Tên mình cô đơn chứ chú nào không cô đơn đúng không? Chị lấy khẩu trang lên cho đẹp chị. Ờ. Sao này chị thương mà. Em có trang được không? Cho mọi người ok, đây đây. Chú nhìn đây chú ơi. À, nhìn đây một tấm rồi thôi. Dạ.